Hiệp 3, nghỉ nhanh. Hai đội sẽ xem một tiết mục ảo thuật tổng hợp gồm 3 trò ngay trên sân khấu. Tính chất của mỗi trò sẽ là một trong 3 yếu tố: ảo thuật đánh lừa thị giác, hoặc yếu tố vật lý hóa học, hoặc do tập luyện. MC sẽ đưa ra câu hỏi dành cho mỗi trò. Hai đội suy nghĩ và nhấn chuông để giành quyền trả lời. Trả lời đúng mỗi câu được 20 điểm. Ban trọng tài và chuyên gia là người quyết định kết quả của hiệp đấu. Tại hiệp 3 này được mang tên nghỉ nhanh. Tất cả hai đội chơi sẽ phải cố gắng làm sao phân tích và đưa ra được câu trả lời cuối cùng của mình bởi các hiện tượng xảy ra trong phần tiết mục ảo thuật đến từ ảo thuật gia Tiến Đạt. Xin mời! Giúp mình một lá bài bất kỳ. Dạ. Khi mà mình vẽ xuống cái này, dạ, bạn hãy nói mình dừng bất cứ chỗ nào bạn muốn, mình sẽ dừng lại, được không ạ? Ok. Về chỗ em đâu có mời em. Em chọn lá đây nè. Về bên đội em chọn. Về bên đội em có bộ không bài. Phải, em chọn. Phải đứng em coi chứ anh cho mình nó coi không chịu. Không. Bộ bài này chị chọn. Bên kia có em. Rồi có chị em. Chọn đi em nhìn. Ok. Rồi bây giờ chúng ta bắt đầu nhé. Khi mà nói mình chạy xuống này, bạn nói dừng bất cứ chỗ nào bạn muốn, mình sẽ dừng lại, được không ạ? Dạ, ok. Và sau đó mình sẽ quay lưng lại và cho mọi người cùng xem lá bài bạn đã chọn nhé. Ok. Dừng. Ok, chỗ này. Rồi. Thấy rồi. Và lấy giúp mình. Ủa bé thì nó ăn gian quá. Rồi, và có thể cho mọi người xem nhé. Xem dạ. Được chưa? Dạ rồi. Bây giờ bạn hãy bỏ bộ bài này, mới tự xào nó đi ạ. Rồi, bây giờ bạn nhớ lá bài mình chọn chưa? Ủa, em nhớ. Ok. Dạ. Coi như em nhớ rồi. Rồi. Bạn thấy con kẽm này nó có là một con kẽm bình thường, hoàn toàn bình thường đúng không ạ? Dạ. Rồi, bạn hãy cầm trước đây, đầu này giúp mình nha. Cầm ở đây. Đúng rồi. Bạn tin là con kẽm này sẽ đọc được suy nghĩ của bạn không? Ok, chúng ta bắt đầu nha. Nhớ đó là bài của mình chọn nha, nhìn vô. Bạn thấy ngọn kém đang di chuyển không? Dạ. Yeah. Bình tĩnh, từ từ. Rồi, bây giờ mình chuyển tay nha. Đúng rồi, cầm im đó nha. Bạn có nhìn thành ra hình hồn gì chưa? Lá cờ. Đúng rồi, và đây là lá gì đây? Có phải chính xác lá bảy cờ không? Dạ đúng rồi, bảy cờ. Cảm ơn bạn rất là nhiều. Hay quá. Ở đây mình có một cái hộp quẹt. Cả hai mặt nó đều là không có hình gì cả. Vậy thì với bàn tay kỳ diệu của mình, mình muốn làm một cái gì đó đặc biệt hơn. Đến ba nha. Một, hai, ba. Một chiếc xe đã xuất hiện rồi. Và cả hai mặt nó đã xuất hiện chiếc xe rồi. Vậy thì bây giờ mình sẽ cho mất lại. Chiếc xe đã biến mất hoàn toàn. Cả hai mặt đã biến mất hoàn toàn rồi. Thôi bây giờ cái hộp quẹt hơi đơn điệu. Mình sẽ cho một mặt có một mặt không nha.
đã có một mặt có chiếc xe và một mặt biến mất chiếc xe rồi ạ. Và tiếp theo, ở đây mình có một ly nước. Ở trong đó không có gì cả, một bình nước trắng. Mình sẽ đổ vào đây. Cái ca nó che à? Cái ca nó che không? Chúng ta đã được thưởng thức những phần trình diễn ảo thuật rất là vi diệu đến từ đôi tay khéo léo của ảo thuật gia Tiến Đạt. Nhưng quan trọng, nguyên nhân nào dẫn đến những tiết mục này? Và chúng ta sẽ cần đến sự tư vấn và giải đáp của chuyên gia tạp kỹ sư phụ Cao Long. Sư phụ Cao Long sẽ đưa ra được đáp án chính xác sau khi lắng nghe sự lựa chọn của cả hai đội chơi. Và bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu nguyên nhân nào, yếu tố nào dẫn đến những tiết mục ảo thuật này qua từng tiểu tiết khác nhau. Và chúng tôi sẽ đến với những tiết mục đầu tiên là phần nước đổi màu hay là sữa làm bị biến mất đi. Với phần trình diễn này, các bạn nghĩ là yếu tố nguyên nhân từ đâu mà ra hết? Xin mời nhận. Phản ứng đi, phản ứng hóa học. Các bạn chọn đây là một phản ứng hóa học. Dạ, dạ. Xin mời sư phụ Cao Long. Tôi xin giải thích chính xác đáp án của hai tiết mục này. Tiết mục thứ nhất đó là cái ly nước sau khi đổ vào đây, trùm cái khăn đỏ này vào, sau đó mở ra, nước màu trắng biến thành nước màu đỏ. Đây là một tiết mục ảo thuật được kết cấu bởi đây là một cái đạo cụ, chứ không phải là phản ứng hóa học, là điều thứ nhất. Qua ra trò thứ hai, tức là cái bình sữa sau khi dùng sữa, diễn viên ảo thuật Tiến Đạt đổ vào trong cái tờ báo có một cái khăn trắng như thế này. Đây cũng là kết cấu của đạo cụ ảo thuật, chứ không phải phản ứng hóa học. Đáp án của các bạn là sai. Yeah. Xin cảm ơn sư phụ Cao Long. Thật đáng tiếc khi chúng ta vẫn chưa giành điểm được trong câu hỏi này. Và bây giờ chúng ta hãy đến với tiểu tiết thứ hai trong tiết mục vừa rồi của ảo thuật gia Tiến Đạt. Đó chính là lá bài bảy cơ, được xuất hiện bởi chiếc bật lửa đốt nóng trên cọng chì này. Như vậy, nguyên nhân nào dẫn đến tiết mục này? Hết. Xin mời đội nhận. Vật lý hóa học hay ảo thuật hay tập luyện? Em xin trả lời đó là ảo thuật. Đây là ảo thuật. Mà sao anh biết được đây là con bảy cơ? Đúng rồi, ảo thuật anh biết được. Và các bạn quyết định đây là yếu tố ảo thuật đánh lừa thị giác. Xin mời sư phụ Cao Long. Và bây giờ tôi xin giải đáp cái đáp án chính xác của cái tiết mục này. Nó là tiết mục nguyên tắc vật lý. Lý do đây là một cái thanh chì. Sau khi chúng tôi thiết kế có những đoạn chúng tôi dày và mỏng, khi mà ngọn lửa nóng đốt lên chỗ nào dày, giữ nguyên chỗ mỏng nó co lại. Chúng tôi đã mặc định sẵn như thế. Và đây là nguyên tắc của vật lý. Đây là tiết mục của vật lý. Không thể tin được, không thể tin được. Như vậy lần thứ hai đội nhận lại đưa ra đáp án sai, thật đáng tiếc. Và bây giờ sẽ là tiểu tiết cuối cùng trong tiết mục vừa rồi. Đó chính là chiếc bật lửa đã biến mất hình ảnh chiếc xe trên đó. Như vậy thì tiết mục đó dựa trên yếu tố nào để thực hiện? Hết. Lại là đội nhận, lại là đội nhận. Liệu là một cú hat-trick với ba câu sai hay không? Tin em hết á. Lần này em tin hai người nha. Và đáp án của đội chúng em là đó là một trò biểu diễn do luyện tập cho nhuần nhuyễn đôi tay. Dạ. Thí dụ đưa em tập mỗi ngày em làm được không Dũng? Em hả? Ừ. Nếu mà đưa em mỗi ngày thì em cao lắm, là em chỉ biết bật cọc quẹt thôi. Xin mời sư phụ Cao Long. Rồi đây tôi xin giải mã đáp án này. Đây là kỹ năng để luyện tập khéo léo của hai ngón tay. Tập thì nó mới được thành công thế này. Trời ơi. Đúng cái gì? Chúc mừng các bạn. Như vậy chúng ta đã gỡ được những giây phút cuối cùng, có được 20 điểm với câu đáp án đúng. Xin cảm ơn sư phụ Cao Long rất nhiều. Đúng không?
Như vậy đội chấp đã chấp hết, nhường quyền trả lời cho đội nhận. Đội nhận cộng thêm 20 điểm, tổng số điểm như sau. Đội chấp, các bạn được 106 điểm, chúc mừng các bạn. Đội nhận vươn lên với 165 điểm, chúc mừng các bạn.